Thưa quý vị và các bạn, năm học 2017-2018 là năm thứ hai Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo hướng ứng dụng thực hành nhằm tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề vững chắc tham gia vào quá trình xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Phóng viên chuyên mục có dài ghi nhận về hoạt động của cơ sở giáo dục đào tạo này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và đa dạng nguồn nhân lực của thị trường lao động, kể từ năm học 2016-2017, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu đã chuyển hướng đào tạo từ giáo dục chuyên nghiệp sang giáo dục nghề nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu đổi mới này, đòi hỏi năng lực đào tạo và khả năng chuyển đổi, thích ứng nhanh chóng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải được nâng lên. Với điều kiện xuất phát từ một trường trung cấp, quy mô nhỏ được nâng lên thành trường cao đẳng đã tạo nên một áp lực lớn cho nhà trường. Hiện tại, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập và dạy học theo hướng tích hợp chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục nghề nghiệp của nhà trường, trong khi dự án xây dựng cơ sở vật chất của trường triển khai chưa đồng bộ. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực quyết tâm của nhà trường, các lớp tuyển sinh mới đã được đào tạo theo kế hoạch. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp thì trong những năm gần đây thì nhà trường khẩn trương xác lập lại cái mục tiêu giáo dục từ chỗ giáo dục chuyên nghiệp, chúng tôi chuyển động nhanh qua đào tạo theo hướng là giáo dục nghề nghiệp và đặc biệt chú trọng nâng cao cái khả năng ứng dụng thực hành ở trong cái quá trình tổ chức đào tạo. Từ trong giảng đường thì chúng tôi đã bố trí những cái tiết dạy học tích hợp giữa một đơn nguyên lý thuyết thì gắn với một đơn nguyên thực hành ngay tại chỗ. Sau đó thì tổ chức ngay các hoạt động thực hành tại trong phòng thí nghiệm để kiểm chứng lại những vấn đề lý thuyết đặt ra. Và sau đó các em được bước ra một môi trường mới, tức là cái trung tâm thực nghiệm và các cái nhà máy, xí nghiệp, nông trường để các em tiếp cận ngay với thực tiễn. Và trong quá trình tiếp cận nhanh chóng với cái nghề nghiệp như vậy đó, thì các em ra trường đó, thì rất là tự tin và chủ động tiếp cận nghề nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi lại gắn thêm một cái chuỗi các cái sản phẩm từ thực hành, thực nghiệm làm ra, mở ra các cái mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, giúp các em nhanh chóng bước vào cái khởi nghiệp và làm chủ cái nghề nghiệp. Từ đó, các em khai thác nhanh những cái tiềm năng về nghề nghiệp cũng như là cái tay nghề đã được đào tạo để tổ chức ngay các hoạt động hướng nghiệp và khởi nghiệp. Từ đó mà các em nhanh chóng tiếp cận với nghề. Và trên cơ sở đào tạo như vậy thì các cái tổ chức sử dụng lao động của doanh nghiệp người ta tiếp nhận các em, người ta đánh giá rất cao. Các em nhanh chóng nắm bắt được nghề và có được kỹ năng rất cần thiết để các em hoạt động nghề nghiệp một cách tự tin và đáp ứng được yêu cầu xã hội. Để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu đã đặt ra yêu cầu mỗi giáo viên phải không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục, khuyến khích các thầy cô nghiên cứu khoa học, sáng tạo đồ dùng dạy học. Đây chính là động lực, cũng là thước đo xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với giáo viên là đoàn viên công đoàn. Do đó, mỗi thầy cô cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong tổ chức sư phạm của nhà trường là hạt nhân trong các phong trào thi đua, hết sức cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị. Hiện nay thì để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội và đảm bảo cái chất lượng đầu ra của nhà trường thì mỗi người giáo viên cần phải tự nâng cao cái năng lực của bản thân. Thứ nhất đó là phải không ngừng trau dồi cái kiến thức thực tế bằng cách là đi xuống các cái cơ sở thực tế để cập nhật những cái kiến thức thực tiễn và từ đó mới đưa vào trong, lồng ghép vào trong cái tiết dạy của mình, làm sao để truyền đạt cho học sinh những cái kiến thức thực tiễn nhất để sau này các em ra trường các em có thể làm được, vận dụng những kiến thức đó và làm được ngay, ứng dụng vào trong công việc của mình. Và kế tiếp nữa đó là người giáo viên cần phải quan tâm tỉ mỉ với học sinh, xem là các em cần cái gì, cần những kiến thức như thế nào để đáp ứng được sau khi ra trường là các em sẽ làm được việc. Là một giảng viên trong tập thể sư phạm của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu, thạc sĩ Nguyễn Thị Quế Phụng xác định mình phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Với lòng nhiệt huyết và yêu nghề, cô giáo Phụng không ngừng học hỏi đồng nghiệp, tự học, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, giúp các em dễ hiểu và tự tin trong học tập. Cô Phụng luôn tạo bầu không khí cởi mở, gần gũi với sinh viên,
không tạo khoảng cách giữa thầy và trò. Đây cũng là vấn đề mà tập thể sư phạm nhà trường mong muốn để thực hiện nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hiện nay nhà trường cũng có đầu tư vào các cái dụng cụ, thiết bị, thí nghiệm để làm sao cho cái việc giảng dạy và học tập của học sinh nó gắn liền với cái thực tiễn. Hệ thống các cái máy móc thiết bị trong nhà trường thì từ ở phòng lý thuyết thì nhà trường cũng trang bị cái hệ thống projector để trong quá trình giảng dạy các em có thể thấy được những cái hình ảnh trực quan sinh động, làm sao có thể khi mấy em đến thực tế thì mấy em có thể tiếp cận một cách nhanh chóng với nghề nghiệp của bản thân. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng có các trang bị phòng thí nghiệm để cho mấy em có thể thực tập một cách tốt nhất. Ngoài ra kết hợp với cái việc mà cho mấy em đi học thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện cho mấy em đi thực tập nhiều hơn nữa để làm sao cho cái việc khi mà mấy em ra trường, mấy em tiếp cận nhanh với nghề nghiệp và đảm bảo cái phục vụ cho cái nhu cầu của xã hội trong cái nghề nghiệp của bản thân của mỗi em. Xác định thực hiện tốt các phong trào thi đua sẽ tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu luôn chủ động phối hợp với ban giám hiệu triển khai thực hiện các phong trào thi đua ngay từ đầu năm học mới. Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy và sản xuất tại trung tâm thực nghiệm và sản xuất của trường, ban chấp hành công đoàn cơ sở trường đã xây dựng căng tin và hình thành chuỗi sản xuất cung ứng chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để giải quyết đầu ra sản phẩm cho trung tâm thực nghiệm sản xuất, tổ công đoàn khoa nông nghiệp thủy sản đảm nhận khâu chế biến, giáo viên bộ môn thực hành giảng dạy và chế biến trực tiếp các sản phẩm như tôm khô, cá khô các loại. Giáo viên dạy nữ công thực hành chế biến các loại dưa muối, chả lụa làm các món ăn dân gian. Mô hình hoạt động này vừa nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động cho sinh viên, vừa tạo được nguồn thu cho tập thể công đoàn. Thời gian qua thì ban chấp hành công đoàn cũng phối hợp với chính quyền, ban giám hiệu với vai trò là tham mưu cùng nhà trường phối hợp thực hiện một số cái phong trào thi đua. Nâng cao thứ nhất là gắn cái phong trào đó thì gắn với cái trình chuyên môn của cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, nhưng mà cũng gắn tạo điều kiện cho học sinh trong cái cơ hội thực hành thực tập, thao tác tay nghề cũng như là phát triển các cái mô hình để tăng gia cái sản xuất kinh doanh để phát triển đời sống tinh thần của công đoàn viên. Và cụ thể là một số mô hình mới, ví dụ như là mình chăn nuôi thịt heo sạch và đảm bảo là không có theo cái công nghệ dây chuyền truyền thống. Và cùng đó chúng ta tạo cái mô hình cho học sinh nó chăn nuôi thực hành thực tập. Ngoài ra thì cũng phát triển cái mô hình là buôn bán căng tin tại cái của nhà trường, thì có cái gắn cái mô hình là buôn bán các món ăn dân gian truyền thống, cùng cái đó là cải tạo cái thu nhập tài sống cho cán bộ công nhân viên người lao động tại trường. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuyên môn hóa, ban giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu đã chỉ đạo các tổ nhóm bộ môn xây dựng chương trình chuyên theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục đào tạo nghề, thực hiện tích hợp một số nội dung các môn học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng quy định về chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, nhất là chuẩn dạy thực hành và dạy tích hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, ban giám hiệu trường đặt ra yêu cầu mỗi giảng viên phải trang bị cho mình những kiến thức thực tiễn, qua đó sẽ truyền đạt cho sinh viên những kiến thức căn bản. Ngoài những buổi học lý thuyết và thực hành tại phòng thí nghiệm của trường, các giảng viên bộ môn luôn tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại trung tâm thực nghiệm của trường và các đơn vị cơ sở. Bản thân của gia đình em thì cũng là xuất thân từ nghề nông, nên em quyết định theo học ngành này trước tiên là để phục vụ cho gia đình, sau đó là phục vụ cho xã hội. Và ngành nuôi trồng thủy sản hiện nay cũng là ngành mũi nhọn của đất nước ta. Vì vậy học tập sau này để đáp ứng được với nhu cầu của xã hội và sự phát triển của đất nước. Em thấy là việc học ở trường Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu thì đã đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của em. Mỗi tiết dạy, ví dụ như là mình học môn nuôi cá là thầy trên lớp thầy giảng dạy lý thuyết cho tụi em,
Sau đó thầy song song thầy giảng dạy, thầy chỉ hướng dẫn cho em thực hành theo. Ví dụ như hôm đó là tụi em chích thuốc cá thì thầy có hướng dẫn cho em chích thuốc và xuống trại để bắt cá lên và kiểm tra, là đi song song vừa thực học, học tập trên lớp và thực hành, đã tạo cho tụi em có cái điều kiện quan sát gần gũi hơn với cái môn của em. Tham quan trung tâm thực nghiệm sản xuất trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu, thầy giáo Trần Dũng Sơn phụ trách trung tâm cho biết, trung tâm đã tổ chức đưa nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và sinh viên đến nghiên cứu và học tập. Trung tâm đã thực hiện các mô hình chăn nuôi với nhiều đối tượng như cá lóc, cá rô phi, cá trê, ba ba, rắn, gà tây, heo rừng cùng nhiều loại cây trái, rau màu. Đây vừa là nơi thực hành, thực tập cho sinh viên chuyên ngành, vừa là nơi sản xuất, cung ứng nguyên liệu, rau sạch cho cán bộ giáo viên và một số bà con xung quanh trung tâm. Theo chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, cũng như là cái khẳng định của ban giám hiệu nhà trường là trung tâm thực nghiệm sản xuất của cái trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật hiện nay, thì nhiệm vụ chủ yếu là phải hỗ trợ cho giáo viên cũng như học sinh thực hành, thực tập và tổ chức những cái thực nghiệm để rèn luyện cái tay nghề của mình. Thì từ chỗ đó, trung tâm thực nghiệm sản xuất của chúng tôi hiện nay là đã có đủ điều kiện để cho học sinh, sinh viên cũng như là giáo viên của nhà trường tổ chức thực hành thực nghiệm ở các cái ngành nghề mà hiện nay ở trong khối nông nghiệp, ở trong khoa nông nghiệp của trường đang giảng dạy, đó là ngành chăn nuôi thú y, rồi bên nuôi trồng thủy sản cũng như là bên gia cầm và các cái phần học của bên trồng trọt, thì chúng tôi đều có đủ điều kiện để cho học sinh xuống thực hành thực tập. Thì với cái diện tích hiện nay chúng tôi đã đưa vào sản xuất đó là bên khu nuôi trồng thủy sản, thì hiện nay chúng tôi đã có khoảng hơn 1 hecta mặt nước và cũng đang sản xuất tôm bán thâm canh cũng như là các cái loại cá nước mặn. Còn về chăn nuôi heo nhà đó, thì hiện nay là với 300 m² chuồng heo, thì chúng tôi đã có thường xuyên là 10 nái với 100 heo thịt. Riêng về cái thú đặc sản thì chúng tôi có cái heo rừng cũng như là mấy ba ba. Thì đây là những cái đối tượng mà chúng tôi cũng đã đưa vào trong cái rèn nghề cho các em học sinh. Ngoài cái chuyện là học về chăn nuôi thú y, học về cái nuôi trồng thủy sản đơn thuần, thì các em cũng biết thêm được những cái thú đặc sản để sau này các em có thể hỗ trợ cho bà con nông dân của mình tại địa phương, hoặc là các em có thể tự làm kinh tế gia đình được. Có thể nói, việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu đã gắn kết giữa đơn vị đào tạo và cơ sở có nhu cầu lao động, mở ra nhiều hướng đi cho thanh niên ở địa phương. Đây sẽ là tiền đề, là cơ sở quan trọng để Bạc Liêu thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục lao động và công đoàn của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.